Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Trước hết, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh KTV trong thời gian qua. Vâng, thưa quý vị, như quý vị đã biết, KIC hay EKIC là những khái niệm có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tài chính crypto. Quý vị đã từng giao dịch crypto thì nó không có gì là xa lạ. Nhưng nếu quý vị chưa từng giao dịch tiền điện tử thì danh từ KIC hay EKIC nó mới chỉ thực sự phổ biến từ năm 2017 khi các ngân hàng Việt Nam cho đăng ký giao dịch online, không phải ra chi nhánh giao dịch để mở tài khoản. Đây là những danh từ thường được sử dụng để xác minh danh tính khách hàng khi mở tài khoản online. Vậy thì, ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về những danh từ KIC, EKIC và AMN. Theo thông tư 16/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho phép khách hàng định danh từ xa qua EKIC với điều kiện tổng các giao dịch dưới 100 triệu một tháng. Trường hợp giao dịch với một con số lớn hơn thì quý vị bắt buộc phải dùng video KIC. Vâng, và cái danh từ thứ nhất ở đây là KIC. KIC là gì? KIC là tên gọi viết tắt của cụm từ Lao Customer. Nếu hiểu theo tiếng Việt thì có nghĩa là biết về khách hàng của bạn. Đây là quá trình xác định và xác minh danh tính khách hàng đúng với những gì mà họ đã khai báo khi tham gia vào việc mở tài khoản. Mọi thông tin mà khách hàng khai báo cần đảm bảo tính hợp pháp, tuân thủ luật pháp cũng như quy định hiện hành. Thông thường, KIC được áp dụng tại các sàn giao dịch, các ngân hàng, các tổ chức tài chính để đánh giá, giám sát, ngăn ngừa gian lận hoặc hoạt động rửa tiền. Quá trình đánh giá này bao gồm nhiều bước khác nhau như tiếp xúc khách hàng để xác minh khách hàng là thật, so sánh sự trùng khớp các dữ liệu, các tài liệu, xác định danh tính và khuôn mặt qua sự hiện diện của khách hàng. Vậy thì, đối tượng cần yêu cầu KIC là gì? Trường hợp là các sàn giao dịch, ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, đối tượng áp dụng theo quy định KIC như sau. Khách hàng muốn mở tài khoản trên các sàn giao dịch mua bán crypto. Khách hàng muốn mở tài khoản thẻ tín dụng. Khách hàng muốn mở tài khoản chứng khoán và giao dịch chứng khoán. Khách hàng muốn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Tóm lại, dù là mở tài khoản gì theo hình thức truyền thống hay trực tuyến thì đều phải tuân thủ theo KIC và tùy vào mỗi loại tài khoản mà mức độ yêu cầu của KIC sẽ khác nhau. Quy trình thực hiện KIC. Quy trình KIC bao gồm xác minh thẻ ID. Ở đây có thể là căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Quy trình thứ hai là xác minh khuôn mặt. Quy trình thứ ba là xác minh tài liệu như có thể là hóa đơn, điện hoặc làm bằng chứng, địa chỉ hay thu nhập cá nhân. Xác minh thứ tư là xác minh sinh chắc học. Các sàn giao dịch, các ngân hàng, công ty tài chính phải tuân thủ theo những quy định của KIC để tránh gian lận. Trong trường hợp không tuân thủ sẽ phải chịu hình phạt từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền
hoặc luật pháp của nước sở tại. Về phần tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC, thì các tài liệu này bao gồm thẻ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc là hộ chiếu còn hiệu lực, đảm bảo sắc nét thông tin rõ ràng, sổ hộ khẩu thường trú hoặc bằng lái xe, hoặc hợp đồng lao động, hoặc có thể là bảng lương hoặc giấy đăng ký tạm trú. Vâng, về phần thứ hai là EKYC là gì? EKYC dựa trên phát triển của công nghệ giúp đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho khách hàng. Thay vì định danh khách hàng bằng khuôn mặt trực tiếp qua đối chiếu chứng từ giấy tờ, EKYC thực hiện định danh khách hàng bằng phương thức điện tử, không cần gặp mặt trực tiếp, nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến như kiểm tra đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung về danh tính người dùng, xác thực sinh trắc học nhận diện khách hàng nhờ vào trí tuệ nhân tạo AI, giúp các sàn giao dịch, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được tiền bạc và tiết kiệm được nhân lực cho công tác này, đồng thời giúp khách hàng có trải nghiệm người dùng tốt hơn đối với dịch vụ của các tổ chức tài chính, các ngân hàng. Hiện nay, các ngân hàng ở Việt Nam đã và đang chuyển sang hình thức nhận biết khách hàng qua phương thức điện tử EKYC này. Và AMN là gì? Thì AMN là viết tắt của cụm từ Anti-Money Laundering, có nghĩa là chống rửa tiền. Rửa tiền là hành vi che giấu khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, làm cho nguồn thu tiền có vẻ thành hợp pháp. AML đề cập đến các thủ tục, luật và quy định nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp như buôn lậu trái phép, trốn thuế, rửa tiền, thao túng thị trường, v.v. Nhờ vào các dữ liệu AML, họ sẽ biết được bạn là ai, bạn đang làm gì và ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp của bạn. Vậy thì tầm quan trọng của KYC, AML là gì? Trong các hoạt động tài chính, giao dịch crypto hoặc ngân hàng thì KYC là khâu đầu tiên tất cả các hoạt động sàn giao dịch, ngân hàng, tổ chức tài chính cần nhận biết về khách hàng trước khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó, việc biết khách hàng của mình là ai giúp các sàn giao dịch, các ngân hàng, các tổ chức tài chính xác định được danh tính, thông tin khách hàng. Sau đó, họ sẽ đưa những thông tin này vào hệ thống quản lý để việc giám sát diễn ra hiệu quả. Hơn nữa, KYC còn là hành động cần thiết nhằm đảm bảo khách hàng của họ là có thật. Điều này sẽ giúp họ có thể đánh giá và giám sát những rủi ro, đặc biệt trong quá trình này còn ngăn chặn được hành vi gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham nhũng, v.v. Đối với các sàn giao dịch, KYC ra đời để chống rửa tiền vào các hoạt động bao gồm thao túng thị trường, buôn bán hàng hóa trái phép, tham nhũng quỹ công và trốn thuế, cũng như các hoạt động nhằm che giấu tội danh. Đối với người dùng, cung cấp thông tin KYC là cần thiết để tài khoản của quý vị có thể được nâng hạn mức giao dịch. Thêm nữa, KYC đầy đủ sẽ giúp bạn nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ các sàn giao dịch. Nếu gặp vấn đề khi giao dịch, lệnh chuyển coin, chuyển tiền chưa được duyệt chẳng hạn, sàn sẽ ưu tiên support cho những
user đã KYC đầy đủ, nghĩa là họ đã đặt niềm tin vào nền tảng của sàn. Vâng, và qua video này, tôi hy vọng quý vị sẽ có thêm những thông tin bổ ích và sẽ là nền tảng cho quý vị bước tiếp những hành trang sau này trên con đường thị trường tài chính tiền điện tử. Đến đây, tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên đăng ký, nhấn like và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.